đang qua đường. Mọi người thấy làng quê ở đây, đường quê ở đây thế nào? Tôi đang đi trên cái đường tỉnh lộ, nhưng mà cũng là đường quê ngang qua làng quê xứ Huế. Đây chắc là làng Tô Đà đó. Thuộc xã Thụy Tân, thị xã Hương Thủy. Đang qua đây thì rất là nhiều nhà thờ, đình miếu màu này, cũng như các cái cửa ngõ che tàu của bà con ở đây rất là chân quê. Đó, chúng ta lại gặp nhau trên những khu tuyến phố làng quê hiền hòa nữa của xứ Huế. Có đồng ruộng, có lũy tre làng xanh mát. Chúng ta đang hướng lên đầu thôn Tô Đà. Vì đi từ dưới hướng cuối thôn đi lên đó mọi người. Rất nhiều khúc cua của tuyến đường. Mùa này ở Huế tháng giêng đó bắt đầu mới hoa mai mới bung nở, nhà nhà đều có cây hoa mai nở vàng rực rỡ luôn. Tết bây giờ mới tết với những chậu mai vàng. Mai vàng có mặt từ quê đến thành thị ở thành phố Huế mọi người. Nạch quê, mặc dù chúng ta đang đi trên cái tuyến đường chính, đường tân lộ, nhưng mà ngang qua đây cảnh quê nó hiện hữu với những cái ngôi nhà kiểu năm xưa đó, kiểu nhà ngang, kiểu nhà ba gian, rồi những cái khoảng sân, cái vườn, những cái hàng rào chè tàu. Rất là đẹp khi đi chiều về đi ngang qua các cái khu vực làng quê. Lên tại đây là có cái cột mốc gọi là Thụy Lương, còn hai cái số nữa. Rồi ở đây là vẫn còn là Thụy Tân, có Thụy Tân mà đến Thụy Lương, trường mầm non Thụy Tân. Cảnh chiều trẻ em đá bóng bên những ngôi đình, ngôi miếu. Bên cạnh ngôi chùa nữa, chùa Niệm Phật Đường Triệt Bi, Triệt Bi Từ Bi Hỷ Xã. Ngôi chùa làng tôi. Mấy cây dừa được bắt gạt ngang những cái hỏi để người ta đi đồng làm đồng làm ruộng á, hay cho bà con. Đó, những cái hàng dừa được chặt đi làm những cái câu đi bắc ngang đi qua ruộng. Chả có đôi vịt. Lên đến đây là thuộc làng Triệt Bi, Triệt Bi Hà, Thụy Lương. Nhiều cây cầu nhân sinh nhưng mà làm bằng cây dừa, không biết cái dừa này còn không có trái sao mà được bà con chặt
hạ ngay tại chỗ luôn rồi bắt làm cái cầu đi qua bên để qua làm ruộng đó. Đó, ngay góc luôn, hạ xuống đó cho nằm xuống làm cầu luôn mọi người. Chắc là những cây này cho ít tải quá nên bị đốn hạ. Lắm chiều bên những đồng cỏ vệ sinh xong phơi khô đốt thành những cái làn khói buổi chiều về. Ô nhà này có đàn vịt nó nằm trong sân. Cảnh quê mọi người, bên những luống rau nè, đời sống kinh tế có xe ô tô đồ rồi, nhưng mà cảnh quê ở đó thôi à. Vườn tược bà con vẫn trồng rau để ăn, nhìn rất là đẹp luôn. À, những cái ngôi nhà kiến trúc xưa đó, nhà trên nhà dưới, hoặc là nhà lớn nhà liều. Nhà liều thì nó nhỏ hơn cái nhà lớn. Gió lớn liều sập cho cái nhà còn nguyên. Đây mà vì đi trên tuyến đường chính á, liên xã, liên thôn, cho nên là hình ảnh nhà cửa bà con nó đề huề, nó kinh tế hết. Chứ nếu như mà đi vô các khu vực đường quê rẻ vô các cái ngõ kiệt á, thì chắc là sẽ bắt gặp nhiều hình ảnh của nhiều ngôi nhà khô khó. Nhà này kiến trúc hồi xưa lâu lắm rồi đó, nhưng mà trước nhà có cái nơi bỏ hoang, nó thành những cái hồ gà vịt nó bơi lội thỏa sức luôn. Đó, sân vườn rồng mênh mông. Lên đến đây là đã trải quốc lộ 1A 2 km, và Phú Vang đi rẽ phải 2 km, và đường DT10A 2 km. Thì là ra đây là qua khỏi ngã tư thì đi thẳng, thì tiếp tục ngang qua đây cũng có ngôi chùa, chùa làng Lương Văn. Đây là thuộc làng Lương Văn đây, ngôi chùa. Chùa làng này cũng nhỏ thôi mọi người, không gian. Và bên kia thì chắc là đình làng Lương Văn rồi. Có đình làng, một cái nhà thờ lớn. Quê thì hay có đình làng miếu màu này, di tích lịch sử cấp tỉnh đình Lương Văn, và hàng di kiến trúc rất là rộng lớn. Cái cổng mà mọi người này, đây cổng tham quan này, đình Lương Văn, quá rộng lớn luôn, hàng chi di tích luôn, chạy vòng vô để xem di chụp hình. Ngôi nhà thờ, rồi một bên là một cái đình, trước mặt là bến sông, có hai ngôi nằm cạnh nhau, không biết nơi nào chỉnh nơi nào. Mặt trước có một cái hồ mọi người, hồ đây chắc là đình làng chính, vì hồ đó được làm rất là uy nghiêm. Đó, quê là về ngang qua quê là có nhiều ngôi đình lớn lắm. Đình Lương Văn cổ kính,
hai ngôi luôn. Chắc bên đây là ngôi nhà thờ thuộc cái họ lớn của Đình Làng và hoặc là miếu. Đó, hai ngôi luôn. Dạ. Bao quanh cũng là dòng nước. Đường quê là như vậy. Tiếp tục đi thì lên đây sẽ kết thúc đường Tân Hoàn. Chúng ta ngang qua đường Võ Trác, rẽ phải sẽ về Phú Thứ, Phú Đá, rẽ trái sẽ ra lại hướng quốc lộ 1A. Đó là đây là thuộc đây chợ Lương Văn, chợ mới Lương Văn của xã Thụy Lương, chợ mới Lương Văn. Chờ hoạt động buổi sáng, họp buổi sáng mọi người. Dạ, thì ngày hôm nay cũng ngang qua làng quê xứ Huế một vòng để biết thêm làng quê vào ngày nay. Dạ, hy vọng mọi người cũng thấy thú vị khi xem video của em vui. Rẽ trái đó chúng ta sẽ ra quốc lộ 1A, còn ở đây là qua cầu này, hình như lên cũng là lên lên hướng Phú Lương, xã Phú Lương. Bên này Phú Lương, bên kia Thụy Lương. Hy vọng mọi người cùng biết thêm làng quê xứ Huế ngày nay nhé. Và thông qua hành trình thăm quê cùng yên vui chiều nay, những ngày tháng giêng. Và bây giờ thì mọi người cũng có thể thấy mặt trời hoàng hôn một chút lẻ loi như là một cục lửa luôn, đỏ ống luôn. Hoàng hôn chiều nay rất là độc lạ tại con sông. Sông này chắc là sông Như Ý chạy về đây mọi người. Chạy về Phú Thứ, cầu Phú Thứ. Rồi, hy vọng bà con khi xem thì cũng đừng quên nhận cho em vui một người một like cũng như một đăng ký nha. Em vui xin kết thúc video, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Em vui xin chào mọi người. Xã Phú Lương. Mày chủ đi bắt cá. Màu đỏ. Ui.